Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi hôm thứ Tư đã báo cáo lên Bộ Quốc phòng Việt Nam về việc ngư dân bị bắn chết ở Trường Sa sau khi lấy lời khai, thu thập vỏ đạn, cũng như chụp hình ảnh nhiều vết bắn trên tàu cá gặp nạn. Báo chí trong nước dẫn lời người đứng đầu lực lượng biên phòng của tỉnh Quảng Ngãi cho biết, văn bản báo cáo vụ việc đã gửi lên cơ quan đảm trách quốc phòng của Việt Nam để tiếp tục điều tra, đấu tranh. Tin cho hay, tàu cá bị tấn công có 5 vết đạn ghim vào tàu và các ngư dân đã giao cho chính quyền 4 vỏ đạn. Cơ quan chức năng xác định ngư dân Trương Đình Bảy tử vong vì trúng 2 phát đạn ở vùng bụng. Báo chí trong nước trích lời thuyền trưởng tàu, ông Bùi Văn Cu, cho biết rằng nhóm tấn công gồm 4 người đi trên tàu dân sự, nổ súng nhằm khống chế, cướp tài sản. Trả lời VOA, ông Phan Huy Hoàng, Chủ tịch Hội nghề cá Quảng Ngãi cho biết rằng các ngư dân bị nạn nói mấy tàu đó của Philippines. Trong khi đó, một nhân viên của xã Bình Châu không muốn nêu tên vì cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn, cho biết chưa thể khẳng định thủ phạm là người Philippines. Chỉ biết là người nước ngoài thôi chứ chưa, cái đó là cơ quan chức năng họ còn đang điều tra nữa, nên hiện tại thì nó chưa có cái thông tin chính xác. Một ngày sau khi thi thể của ông Bảy được đưa về nhà, hôm thứ Tư, hàng ngàn người đã tới đưa tiễn ông về nơi an nghỉ cuối cùng ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn. Hôm thứ Ba, tại buổi họp báo thường kỳ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nói rằng chính quyền Hà Nội lên án hành vi được gọi là vô nhân đạo. Chính phủ Việt Nam trước đây đã kêu gọi ngư dân bám Biển Đông để đánh bắt nhằm khẳng định chủ quyền, trong bối cảnh căng thẳng leo thang với các hành động mạnh mẽ nhận chủ quyền của Trung Quốc tại vùng biển tranh chấp này.